Phụ cho, làm cho lẹ, tối rồi. Phụ cho. Lại phá nhà ta đi làm gì? Dạ. Wow, quá êm ấm luôn. Đen vậy là chắc chắn là chín rồi. Không đi vào đâu được. Ngồi đâu ngủ rồi kìa. 50.000 mới vậy. Thôi, phải giúp người ta. Phải nhớ ăn vô là nhớ luôn. Này nước uống nè. Này ngon nè. Cái này uống dễ cay. Không đủ kinh phí. Cái 50.000 nè, mua được nhiêu đây? Rồi ra tính tiền. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vũ Trụ Vlog nha. Hôm nay mình đang có mặt ở bãi biển. Đây là biển Hạnh Phú của tỉnh Bến Tre nha. Hôm nay tụi mình ra đây làm một cái cắm trại. Mà cắm trại thì đó giờ mình chơi chung, nay mình chơi riêng nha mọi người. Với chi phí 50k thì mỗi người sẽ có 50k nha mọi người. Tự mua đồ ăn, tự mua nước uống gì đó, mà sinh tồn thử thách ngoài đây á, làm sao mà trụ được, ai mà trụ được lâu nhất thì sẽ giành chiến thắng nha mọi người. Phần thưởng của người chiến thắng là 500. Phần thưởng mình bỏ ở đây nha mọi người. Ai là người chiến thắng thì sẽ được phần thưởng này nha. Hộp đẹp quá, sang trọng quá. Quá đã. 500 đô. Thắng đi rồi tôi đưa. Cấp. Phải ghé quá. Ai mà trụ được cuối cùng là người chiến thắng nha. Ai xin thua trước là coi như thua nha. Đồ ăn của mình lại đây cho mọi người xem. Đây là những thứ mà mình mua được. Cái bia mình mua trong bánh quá xanh là 32.000. Rồi gồm chai nước, lon nước ngọt, củ khoai. Đó, 3 món là 32.000. Cái bật lửa 3.000 là 35.000. 35.000 gói mì 5.000. 40.000. 40.000 con dao 10.000. Dao 10.000, 50.000. Đây thì có chai nước mắm của Bách Hóa Xanh tặng. Mắm mini nhỏ xíu nha mọi người. Đây là 50.000 của mình mua được những cái món đồ như vậy nè. Rồi để qua coi món đồ của ổng nha mọi người. Cái ổng mua được cái gì? Với 50.000 mình mua được đầu đâu coi cái bill cái rồi. Đúng 50.000 luôn. Mua chẳng 50 luôn. Cho 50 chứ. Cho 50 thì mua 50. Tính toán quá hay luôn. Vừa đủ 50 luôn. Mua xốp ớt thịt nướng nè. 70g 8.400. Cháo thịt bằm 7.500. Suối 11.000. Phở 13.000. Phở 13. Đùi gà. Được gà 10.000. 500. Tổng cộng là 50.000. Chẳng 50 luôn á. Tính hay thì chứ. Như thiếu cái gì nữa thì chết bà. Thiếu hụt quẹt hay gì ơi. Mà đốt lửa bằng gì? Tối nay tự xử đi. Coi ở đâu có lửa dư mình lấy. Anh không ở đâu có lửa dư hết á. Mình thì có bật lửa nha mọi người. Đặng mình nấu đồ ăn được, nấu được có mì với nướng khoai. Bên kia có đồ ăn nhiều hơn bên mình nhưng mà không có, không có đồ nấu, không có đồ nấu. Nào đi kiếm hộp lon chế đồ nấu rồi đó. Này uống nước gì đó quăng hộp lon rồi cái mình lụm đó. Nè, lon nước nè đó. Lụm. Bây giờ tụi mình không có liều sinh tồn nha mọi người, phải tự làm liều nha. Bây giờ trước tiên là đi làm cái liều che sương che gió cái đã. Xong rồi mới nấu đồ ăn nha. Để coi anh ấy làm nhà trôi. Nhà trôi tiền tỷ nha. Dùng dây rau muống để buộc luôn mọi người ơi. Có dây gì buộc dây đó hả? Coi căn nhà trôi vậy. Xanh đẹp. Nhà trôi gì kỳ vậy? Chưa. Chờ không phá nhà nha. Nhà này chắc chắn luôn mọi người, không sao đâu nè. Chắc chắn rồi à, đó. Đi qua làm nhà của mình.
mình đã hoàn thành xong cái nhà rồi mọi người ơi. Mọi người tham quan nhà mình nha. Mình lót lá cây rất là êm luôn rồi đó. Đó. Gió thổi hướng này mình lợp về để cho chắn gió lại nha mọi người. Thiếu cái gối nằm ngủ. Qua nhà bên kia chơm cái gối mọi người ơi. Chơm, chơm miếng mót làm gối. Không đi đâu mất tiêu rồi. Đó. Yeah, đã xong rồi. Yeah. Wow. Wow, quá êm ấm luôn. Cái máy này vừa che sương vừa che gió được luôn mọi người ơi. Quá đã. Wow. Nhà bên kia còn đang làm chưa xong. Phụ không quá phụ vậy? Phụ vậy? Được rồi, được rồi. Phụ chứ, làm cho lẹ, tối rồi. Phụ chứ. Lại phá nhà ta chứ làm gì? Bên kia chơi phá nhà bên đây mọi người ơi. Bớ là nước ơi, phá nhà. Nhà mình xong rồi, ổng chưa xong nữa. Phá nhà, bớ là nước ơi. Để phụ cho mẹ. Thôi, được rồi, được rồi. Xong nhà. Thôi bây giờ mình đi đốt lửa, mình nấu đồ ăn ăn thôi, bản còn chưa xong mà. Chào mừng mọi người đến với homestay của mình nha. Đây là ngôi liều mình, căn chòi mình vừa mới làm xong. Giờ nó đẹp không mọi người? 5 sao luôn á. Đây là một cái homestay thật là trong sạch và lành mạnh. Quá trời cỏ cây. Này vô đây là ngủ là khỏi sợ. Đâu. Ngủ thiếu oxy luôn mọi người. Ngủ cái rồi. Trời ơi nó sướng. Có tấm niệm nữa. Đã. Nhà bên kia là sao? Đâu qua nhà tôi nè. Đây thăm nhà coi. Đây nhà của mình thì đơn giản rồi mọi người ơi. Chỉ có cái máy xíu thôi. Đó. Này mưa sao ta? Mưa thì không biết luôn, không có mưa đâu. Ở này chắc cho 1 sao thôi mọi người ơi. Trời ơi, ơi. Nhà nó dày tôi phải 5 sao. Cho ngàn sao luôn. Wow, có cái máy che được rồi, che gió luôn. Đống lửa này của mình quá ấm luôn, kêu ơi đống lửa ấm quá ấm luôn. Rồi mình ké đống lửa này luôn nha mọi người. Lửa mà ai nó xài chứ. Cho ké đi, hồi cho miếng đồ ăn. Miếng là nhiêu? Một miếng là rồi, một miếng. Trong mình đi lùm củi nãy giờ biết bao nhiêu củi đây à. Thôi cho ra ké vài muỗng. Rồi, có lý nha. Ké làm sao thấy được mới cho ké nha. Ok nha. Yeah. Có đống lửa bự rồi mọi người ơi. Giờ mình uống lon nước yến này nha. Đặng mình lấy cái vỏ lon mình nấu nước mình ăn gói mì. Ở nhà bên kia ăn gì? Chưa biết. Đốt lửa đi. Có lửa rồi đốt chứ. Này đống lửa này của tôi mà. Sao ké? Đâu ké được rồi, ta phải đống lửa nằm trước cửa nhà của mình thì coi như cũng của mình. Tôi bỏ tiền ra tôi mua hột quẹt để đốt lửa mà. Này ngay trước cửa nhà của mình. Ví dụ giờ có lửa rồi nấu nước ăn gì? Ké. Ké gì? Ké nước. Có nữa hả? Có cái lon à. Thôi cho mình cháo bầm tối hả? Đâu ké... cháo là đâu? Có cho không? Chơi lấy liền luôn mới được á. Vậy kỳ quá. Thôi này đi. Lấy này đi. Bịch cho bầm nè. Đâu. Rồi được rồi. Quá cho ké lửa thôi nha. Rồi nước luôn. Bịch cho bầm đáng giá tiền bạc tới 8 ngàn mấy. Giờ không cho cũng tội nghiệp. Thôi cho đi mọi người. Có bịch cháo thôi à. Kệ có bịch cháo cũng được. Này cũng kinh nghiệm xương máu là sao đi nhớ đem theo đồ để nấu. Mình có cái lon thôi mình. Đầu tiên nên không có kinh nghiệm. Rồi uống nước. Nước không? Nước yến thôi, nè. Thôi bắt đổi gì nữa. Trời ơi bây giờ tổng tổng lương thực của mình chỉ còn có 2 món thôi mọi người. Đã. Nước yến ngon quá. 3 món mà mất hết món rồi. Hồi
uống vô quá sặc, ngon quá. Giờ mình nấu nước sôi mọi người ơi. Cái lon nước này mình mới uống hết rồi, giờ mình chế nước lọc vô nè. Đây là cái cây tươi nha. Mọi người đừng lấy cây khô nha, cây khô là đốt nó cháy á, cây tươi. Thọt qua cái khoen của nó nè. Đó, mình thọt qua cái khoen của nó. Rồi để lên. Đó. 1 phút 30 giây là sôi liền. Ngồi cho mượn cái nồi nha. Này hả? Ừ. Nãy có đút lót rồi. Mình rộng lượng mà, cao phóng lắm mọi người, cho liền. Nước sôi rồi mọi người ơi. Bển nước sôi kìa. Ăn mì nha. Cái món bển ăn đầu tiên là ăn mì nha. Đây. Đây là gói mì hảo hảo, ở bên trong nó có lớp kiến. Bởi vì mình chế nước sôi trực tiếp vô gói luôn. Gia vị vô. Bột nêm thì mình cho nửa gói thôi. Cái con nào nổ lật hết nước chứ không. Dễ gì. Bột nêm mình cho nửa gói thôi nha, tại trong cái này mình không có chế nhiều nước được, bỏ hết nguyên gói là nó mặn. Đó, thấy ra. Rồi, cái răng. Rồi, dùng kỹ thuật. Một cây bỏ đít. Một cây nghiêng ra chế. Và cho mì thì sao? Còn nguyên hay không? Hay là lỡ? Ồ, hên quá vậy. Để cho ké đi coi. Ké nước, ké nấu nước. Đó, nè. Ok. Ờ. Mắc hết là bịch cháo thịt bằm rồi mới được cái này nha mọi người. Chiều giờ đi sáng giờ luôn chưa ăn gì hết á, dựng liều hết mấy tiếng hồ đối rã ruột luôn rồi. Ăn không cho ăn đũa nè. Thôi hồi tôi có rồi. Mời mọi người nha. Nó cho thì cho cháo thịt bằm thì được. Thơm quá. Thử miếng à. Trời ơi, tôi có thở rồi. Nấu biết nào mới sôi. 5 phút mới vậy. Đâu quá. Sáng chạy nguyên cái bãi biển Ba Chi mà không có chỗ nào để cắm luôn. Trôi dẹt về đây. Cuối cùng đến thành phố. Đã quá. Không ăn đi, hồi tới tôi. Sôi đi. Đây lượt bánh nước sôi rồi. Trời ơi, sáng giờ không có ăn gì đâu. Bánh chơi sen quá, ăn phở. Mình ăn gói mì có 5.000 hả, bánh ăn phở 10 mấy ngàn luôn. Mày đợt đầu không có kinh nghiệm. Hãy là sáng mua gói mì trừ lại mua hộp lon để nấu nước là đâu mắc bịch cháo đâu. Quá sen. Ăn phở luôn, lỡ rồi. Coi như là cái phở này với cháo luôn mọi người. Nước bảnh sôi à. Rồi bảnh biểu diễn nè. Đổ. Rồi, đổ cái coi. Đổ. Rồi. Đổ cái coi chơi. Rồi. Đó. Theo nguyên lý giống như bên kia thì một người ta cầm tay thì bỏ cái đít đút vô. Lấy cái tay bỏ cái đít đó. Đó cái cây bỏ nha mọi người. Một pha xử lý hơi cồng kềnh. Cuối cùng thì nước cũng đã được đổ vô. Yeah. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Kỹ năng sắp Ê, để cái lon lại cho tôi nha.
Bỏ bạch cháo bây giờ nó thụ về của tôi chứ. Đâu có, lon cho mượn thôi chứ. Rồi mình ăn, có đồ ăn rồi. Ô, hưởng thức thử coi ngon không? Ngon chứ, mười mấy ngàn chứ mấy ngàn phải ngon chứ. Ai biết được, là nó dở thì sao? Thôi đóng lệ đi, không cho bạn biết. Ăn lẹ đi, tôi giật tôi ăn mì xong rồi đó. Giấu, để cho nó thơm, mùi thơm nó bay thon thoảng. Dạ có người thèm rồi. Thôi ăn có mì no rồi. Ô, thơm quá bà con ơi. Quá ngon. Có ai muốn ăn không? Đổi lại bịch cháo. Rồi đâu có, được đó. Giờ ăn mì no rồi. Còn phê quá. Đã bịch cháo không? Thôi không có, thôi ăn đi. 10 giờ mấy, 11 giờ rồi mọi người ơi. Bây giờ bụng mình đói quá. Sáng giờ mình đi mình nhịn đói, tới chiều mới ăn được gói mì à. Thôi giờ vậy, nướng củ khoai mà ăn đỡ à. Có đống than đã quá. Nhà bên kia cũng ngủ mất tiêu rồi mọi người ơi. Nằm ngủ ngon lành bển luôn. Giờ vậy nướng khoai ăn đi. Còn à, hai củ khoai nè, hai củ khoai mua bán. Giờ nướng củ đi, nướng củ ăn rồi. Có đống than quá ngon luôn. Nướng khoai mọi người ơi. Quá đã. Sau một hồi nướng thì mình nghĩ củ khoai mình nó chín rồi mọi người ơi. Ui nóng. Đó. Để qua chồng kia ông thử coi. Thấy mùi chưa? Đó. Mùi thơm đâu người ta. Đang ngủ ai phá vô đang đói bụng. Ăn khoai không? Ngon. Nè, ăn khoai nha. Ngon quá. Khoai nướng ngon quá. Thấy mình ăn cũng bắt trước, không ngủ chứ ngồi vậy không ăn mọi người ơi. Có bụng quá, nướng thịt gà. Có đùi gà mà giấu mọi người ơi. Đáng lẽ tính để sáng ăn mà tự nhiên thử thấy cái mùi khoai lang cái đó bụng cái giờ nướng ăn luôn. Cái này để tới sáng chắc dục quá. Thôi vậy ăn luôn. Ăn cho đó trở thèm. Thấy ăn khoai lang bắt trước thì ăn đùi gà. Ăn này xong rồi cái bệnh hết lương thịt luôn. Hết lương thực hả? Mày còn kém bắt gì à, ăn thêm nhưng mà là thua rồi. Thôi chịu thua đi chứ bắt gì. Mày gác bắt gì mà được. Biển động ầm luôn có bắt được gì đâu. Mày nước kìa. Biển sống ầm luôn mọi người. Chén hùi lùi à. Mày nước cạn tới nè. Đùi gà có vẻ ngon đấy. Ăn miếng đi rồi trả lại bịch cháo. Tôi ăn củ khoai rồi, nó rồi. Có củ khoai rồi. Khoai sung mà nó kệ. Ngon. Thôi giờ mình cho suy nghĩ lại đó, chừng nào mà muốn ăn thì đổi lại bịch cháo. Thôi nướng đi, giờ mình vô mình ngủ. Rồi ăn bay bùi. Nướng đi, giờ tới sáng chưa chín nữa tôi đi ngủ. Thấy cái mùi cái chịu không nổi. Thôi đi ngủ, giả bộ mình ngủ mình không biết gì hết mọi người ơi. Đi ngủ đây. 2000 years later. À, giờ nó chín rồi không biết rõ luôn không? Đen thùi lùi. Đen vậy là chắc chắn là chín rồi. Không đi vào đâu được. Nội đâu ngủ rồi kìa. Ồ. Ngủ mà còn ôm cái bọc nữa. Dữ thiệt. Sợ ăn cắp hay gì nè. Dạ. Chín rồi. Thử nè, thơm không? Đâu thử rồi. Đâu có giật được. Ê, cái gì cho coi lại rồi. À, mà, cục chó. Nói vậy thôi nhưng mà chồng ngon lắm nha. À, chồng ngon lắm. Trời ơi. Ngon lắm.
Nè ăn miếng đi rồi đưa tôi bịch cháo lại. Chín chứ, trời ơi thấy gì chín. Ngoài đi hồi lùi nó trong mà hồng hào luôn á, còn nữa. Rồi vậy mà chơi, rồi ngon quá vậy. Giờ cũng 12 mấy gần 1 giờ rồi. Ăn cũng xong rồi, bây giờ mình đi ngủ thôi. Bên đây nãy giờ ngủ mất đất rồi. Thôi mình đi ngủ đây, sáng đi kiếm đồ ăn tiếp. Để không hồi thua à. Mất 500 đó. The next day. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mặt trời lên rồi mọi người ơi. Sáng mình dậy đói quá. Mình nấu nước rồi mình ăn cái bịch cháo. Cháo hôm qua tịch thu được của ổng. Cảm giác ngủ sao? Sướng. Sướng hả? Phơi lắm hả? Ừ. Lạnh không? Hơi hơi lạnh. Dù có che lại nhưng mà gió nó cũng hơi lừa lùa vô xíu nha mọi người. Nhưng mà có đống lửa nè, mình đốt nguyên đêm nên cũng ấm lắm. Sáng dậy đi chứ rồi ăn uống gì đi. Còn gì nữa đâu mà ăn. Còn gì nữa đâu mà ăn. Có khoai không? Tôi cho củ khoai với bịch cháo nè. Thôi chịu thua đi rồi đi cho ăn. Còn no dữ lắm. Còn no hả? Đồ ăn của mình thì đây còn bịch cháo, còn củ khoai lang, còn nửa bịch muối. Rồi nửa bịch muối này tôi chấm nút là ăn được, mua sống được nguyên ngày luôn á. Chai nước mắm nè, uống nước mắm chừng nước. Rồi nước mắm này có nhiều năng lượng lắm chứ bộ. Ăn nước mắm này cũng sống được nữa. Nước của mình thì nước của mình còn nửa, hơn nửa chai. Nước bên kia còn nhiêu? Còn nhiêu nước vậy? Nhiều nước không? Một chai luôn. Còn một chai không? Ơi, còn được 1/3 chai. Nước mình tiết kiệm hơn nữa. Ha ha. Đây là ăn mấy cái không có nhiều. Đâu ăn thử rồi. Nào đói mới ăn chứ. Giờ nước lớn ẩm ẩm quá, chưa nước chưa rồng không bắt được con gì đâu. 12 giờ nước rồng. Nhịn đói 12 giờ xỉu rồi đó. Bình thường thôi. Để coi tới đó xỉu nè. Giờ để tôi ăn cái mùi thơm bay qua chịu nổi không nè. Thôi đi ngủ. Thì ngủ đi. Hồi sáng còn hơn nửa chai mà bây giờ còn có chút xíu à mọi người ơi. Cắt nước qua. Sáng dậy quên nóc một ngụm cho đã, thiệt đã. Còn có miếng rồi cái mình đem mình nấu cháo nữa. Mà ăn cháo khát nước quá, tại khát nước luôn, của cháu nó mặn quá tại bạn. Ông nằm bển ngày ông cho mình có cháu mặn rồi mà mặn luôn á, ông cho mình ăn khát nước để mình thua hay gì á. Giờ còn củ khoai lang ăn nè. Mình hết nước uống rồi, còn miếng nước à. Để qua coi nhà bển nước còn nhiều không mọi người chơm. Ông ngủ rồi mọi người ơi. Chắc ngủ đông để bảo toàn năng lượng hay gì đó. Đồ vật quý giá vậy mà dám để hứa hên vậy. Rồi sáng giờ mình uống thì uống còn miếng à. Lấy cái chai của mình xớt con nhít. Nhít. Tập này không? Để mình qua mình chơm của ông một miếng nước. Gì à, chơi trộm nước ba đâu. Trời ơi, có làm gì đâu, trong bọc mà tự nhiên giờ nằm ngoài thấy ông để sợ mất thôi. Vậy này không được nha. Nói qua cho bịch cháo để cho khát nước chơi à, thì ra là gài người ta cái gì ăn bịch cháo mặn không chết mà khát nước mới chết. Ăn bịch cháo mặn ơi là mặn luôn, chiến thật rồi này chắc chịu không nổi đâu. Mà ông hết đồ ăn rồi, ông nhịn đói, giờ tôi ăn bịch cháo. Có nước là đủ sống rồi. Ăn bịch cháo rồi tôi no tới chiều luôn rồi đó, còn củ khoai nữa nè. No nói vậy, nó cắt nước chịu sao nổi. Lát tôi ra ngoài biển, tôi múc nước biển tôi uống luôn. Biển này hơi lùi à, giờ nước giờ biển chưa cạn nữa. Mấy chai ngủ luôn, khỏi chờ khỏi đấy. Mình đang đi ra ngoài bờ biển nè mọi người.
để mình tìm lượm những cái chai thủy tinh về mình nấu nước biển, mình tạo thành nước ngọt hen. Hồi sáng này mình ăn cái gói cháo mà nó mặn quá trời mặn luôn, bây giờ nó khát nước ơi là khát nước. Đi về nãy giờ mình thấy cái biển ở đây nó sạch bóng à, không có cái rác gì luôn, không có chai thủy tinh, cũng không có chai nhựa đó mà mình lượm nữa. Hải sản thì cũng không có con nào luôn, không biết lấy gì mà tạo ra nước đây nữa. Kết quả sau một hồi đi tìm nhặt chia chai thì không có cái gì để lượm hết. Nắng quá đi vô mọi người ơi. Sao bờ biển dài mà không có chai gì hết á. Rồi xong xuôi. Kè mới lượm trong cái chai kìa. Nói lấy chai đó đi bán chai chai kìa, kiếm tiền mua nước luôn. Mình tính kiếm cái chai thủy tinh để mà mình chế tạo nước mọi người ơi, mà không có cái chai thủy tinh nào luôn. Nước biển thì đục ngầu nữa. Thôi nấu nước biển nóng uống cũng được á. Đỡ đi. Uống như cà phê sữa vậy. Ừ. Uống đi. Còn mấy thì thua đi. Thôi giờ về về vậy nè. Giờ đưa cái củ khoai nè, giờ cho ông củ khoai nè, sáng tôi ăn rồi. Thôi, tôi không cần khoai nữa. Đó, uống ngụm thôi, củ khoai uống ngụm thôi. Thôi, không cần. Một ngụm mà. Nè lấy đi củ khoai nè, lấy đi. Ui giời, khoai này. Uống ngụm này cho phải không? Cho tôi uống ngụm thôi. Mà này cho khoai cho phải không? Trao đổi ngụm nước đi củ khoai. Giờ ông đói, giờ tôi biết ông đói lắm. Tôi ăn một gói cháo rồi, no rồi, giờ tôi khát nước quá. Giờ ông đói, ông ăn củ khoai đi, tôi cho miếng nước, ông nó còn nhiều nước mà. Hết rồi, còn có miếng à, đủ sống tới tối à. Tôi hết miếng rồi, khát nước quá. Giờ này là giờ thời khắc linh thiêng, không có trao đổi được giờ này. Uống miếng thôi. Ông củ khoai nè, ông ăn củ khoai ông no rồi. Giờ chứ giờ ông nhịn đói đau bao tử á. Thôi vậy đổi ngụm thôi phải không? Ờ, để tôi ngụm, tôi uống ngụm. Uống ngụm thôi. Giờ trưa nắng mà khát nước quá mọi người, ông nằm đó ông sáng giờ ông biết ông đói dữ lắm rồi. Nhưng mà có nước là no rồi. No. Cái này là khoai khoai Nhật. Khoai Nhật mua ở Việt Nam á. Ồ khoai Nhật nè, cho cái coi cái bill nè. Đâu mình coi ơi. Khoai lang Nhật 12.000 mấy luôn. Khoai xịn đó. Khoai lang Nhật luôn. Đã vậy. Ừ, khoai lang Nhật á. Thôi, cho uống một ngụm nè. Đây. Ngụm thôi nha. Ừ. Đổi được củ khoai. Nó tội nghiệp quá. Ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Nó uống một ngụm mà uống dữ à. Thôi chơi kỳ quá. Một ngụm mới có ngụm đó. Trời, hết chai luôn rồi còn gì nữa. Trời ơi. Đã. Vậy là sao? Vậy là sao? Chơi kỳ quá. Ngụm thì ngụm. Trời này hết chai rồi. Bớ con bớ lần nước đó. Thôi. Đã. Thua đi nha. Giang Giang rồi. Giang là bạn Giang. Trời ơi, vậy còn như đây nè. Không hết. Thì tôi uống con hơi đó, tôi có uống hai ba hơi đâu. Ngụm cây vậy. Tôi chứ không có nước chịu không nổi mọi người ơi. Ăn thuốc bịch cháo sáng uống nước dữ quá tự dữ. Giờ đi tạo nước không được nữa, thôi thua luôn mọi người ơi. Thắng rồi. Yeah, trao thưởng nha. Thưởng gì? 500. Hôm qua nói gì đó, 500 gì đó. À, phần thưởng hả? Phần thưởng tôi chuẩn bị sẵn đầy đủ rồi. 500. Đây nè mọi người, phần thưởng mình đã chuẩn bị sẵn nha mọi người, 500 nha mọi người. Vô hộp đàng hoàng đầy đủ để trao hưởng chồng. Đâu? Thèn đó. Ừ, mở nghe ơi. Phần thưởng 500. Trời ơi, cái 500 kỳ hả? À? 500 kia mà. Ủa 500 này. Nè thì 500, tôi nói 100, 500 đúng 500. Tự 500 ngàn kia. Ủa, trong tôi ship nữa. Trời ơi. Tiền không này á. Này lừa đảo rồi, cái này hàng gì mà bữa nay sinh tồn gì đâu mà dễ thua dữ vậy chồng. Chơi kỳ quá. Chơi phá nhà luôn. Chơi phá nhà luôn. Chơi kỳ quá. Chơi kỳ á. Thôi về dọn dẹp đi về. Hèn gì chơi đâu mà dễ thôi vậy. Trời ơi 500 đấy. Bởi vậy lụm tiền đâu có dễ, 500 mà.
đâu dễ lụm tiền đâu. Đây còn cái nhà của mình mọi người nhớ sinh tồn, mình ra đây sinh tồn nha. Còn nhà kia mình phá rồi. Ở nhà công phu mình dựng lên giờ không phá rồi mọi người ơi. Cái nhà đáng giá 500 mọi người. Thôi giờ tắt lửa dọn dẹp đi về nha. Bye bye mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip mình nha. Thấy hay thì cho mình một like nha mọi người. 500 là giá trị dữ lắm đó nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở các clip khác.